Rồi, em xin chào mọi người. Nay em lại lên cái bộ ghế gỗ muồng Đắk Lắk của chữ ghế Trường Kỷ nha. Em vừa làm xong. Quay lên cho mọi người xem. Đây là ghế Trường Kỷ. Để đặt nhà gỗ rất là đẹp. Muồng thì bên này cũng bắt đầu hiếm mà. Giá bắt đầu cũng cao rồi. Đây. Đục thì em đục máy. Bộ này thì có 5 món thôi. Chân đấy. Hơi trôi nắng. Em còn thiếu cái con ốc ở đây. Mai mốt em sẽ gắn vô sau. Đây. Đấy. Hồi xưa giờ cứ che muồng nhưng bây giờ thì hết rồi. Bây giờ thấy muồng nó cũng đẹp cho nên là giá thành nó cũng hợp lý. Giá thành hợp lý cho nên là dễ tiếp cận hơn. Sơn lên nhìn cái màu nó cũng đẹp. Đây. Đây là muồng đen Đắk Lắk. Mặt thì em ghép, tại vì muồng mặt to thì nó hơi khó. Đây, như có mặt bàn đây liền nè. Còn mặt ghế thì em ghép. Nhưng mà đảm bảo gỗ khô, ghép chất lượng. Mọi người có nhu cầu đặt đóng thì cứ alo trực tiếp cho em. Em sẽ báo giá. Điện cho em theo số điện thoại 0982 12 1241. Nói chung là đục cũng rất là kỹ. Đây, em quay gần này. Thì em cũng không có tiện báo giá lên trên này. Em mọi người ai quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em. Có nhiều người bảo em là sao không để giá sẵn lên, tại vì hàng thì nó rất là nhiều chủng loại nên em không thể để giá trực tiếp lên đây được, em mọi người thông cảm. Cái này nó có con sên ở đây nữa, con ốc tròn ở đây nè, mà em chưa gắn vào, để vận chuyển đến nơi rồi em bắn vào thôi. Bộ này em làm đi Hải Dương nhé, không bao ship, bán tại cơ sở. Này một anh ở Đắk Lắk làm cái nhà gỗ ở Hải Dương, anh sẽ đặt đóng để đem về Hải Dương.
Thôi em cũng kết thúc video. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh và bấm đăng ký ủng hộ em. Mọi người xem thấy hay thì nhớ bấm cho em đăng ký để ủng hộ. Ủng hộ em có động lực để làm thêm video. Rồi, em xin chào mọi người nha.